Xin chào ngày mới quý vị khán giả thân mến. Ngày hôm nay thì mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt vùng núi phía Bắc và Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi mưa rất to lên tới cả 100mm. Thời tiết diễn biến xấu đúng vào dịp nghỉ lễ như thế này thì quý vị chúng ta nên chuẩn bị sẵn ô, áo mưa hay là giày đi mưa trong hành trang du lịch của mình. Nếu như lựa chọn du lịch ở vùng núi thì thấy trời mưa thì nên hạn chế các hoạt động leo núi, trèo đèo, lội suối hay là khám phá trong rừng để đề phòng lũ quét, sạt lở xảy ra bất ngờ. Còn nếu du lịch biển đảo thì chúng ta có thể thay đổi lịch trình của mình khi thấy sóng to, gió lớn vì sẽ không an toàn khi di chuyển bằng cano hay là thuyền nhỏ. Hy vọng những thông tin vừa rồi thì có thể giúp cho quý vị chúng ta chủ động hơn trong các lịch trình du lịch cũng như là di chuyển của mình.